Nào 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 nào, nhanh nhanh nhanh, tránh đường tránh đường. Đại ca đang đi làm nhiệm vụ để nhanh chóng trả nợ tiền đây. Với cái tình nợ nần như này không dám đi ngoài đường lâu cơ. Động tí nào nó giết. Ôi đu mẹ, quá đường rồi. Kia mà cái casino bọn nó đẹp thật đấy, trông như khách sạn. Chúng ta cái phòng bạc tứ long của mình trông cũng chả đẹp lắm. Bọn này trông nó ngầu hơn chứ. Ra nào. Đấy là mình còn nợ tiền ở phòng bạc mà mình là chủ ấy nhá. Thế mà mẹ nó còn đuổi ấy. Mình mà sang đây mình chơi không biết thế nào đây. Còn phòng bạc là đẹp phết nha. Mình sẽ cướp ở đây chăng? À đúng rồi, mình cướp ở đây mà. In the sidecar. Oi Rosie, liven yourself up, Carl. Rosie. Hello. Hello. Hey, chuyện gì vậy? Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Bỏ đi, thằng ngu. Này, con muốn có điều gì muốn nói với ông anh ta hả? Ê, tôi thật sự là đang rất là điên rồ đấy. Tôi có quyền lực, có tiền, có đàn bà. Tôi cứ cảm thấy thiếu tự tin thế nào ấy. Ý nó là vậy đấy. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. Nó muốn có gì đó khẳng định với bản thân, với gia đình thì đấy. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life. Có lẽ Tony Guy trong bản mở rộng của cấp một phố 4. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean something đấy, terrible. Con gì đó rất là kinh khủng đã xảy ra. Ý ta là nó. Now the Farrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now đoạn này toàn những cái từ lạ này. Okay, okay, relax. Mẹ bình tĩnh nó cả là đúng vũ khí kinh khủng. Tôi đã bắn một gã bệnh viện. À bây giờ đi đón một cái tay gì đó ở bệnh viện. Đi đón người ở bệnh viện. Hospital. Ở đây đi cái xe này luôn đi. Mong là mẹ chết cha. Đi đón bệnh viện thì làm gì có vũ khí gì. Mong là trên đường đi không bị cái bọn đòi nợ nó hành hung. Nó mà chơi mình ở cái đoạn này thì chết. Thôi xem nào. Ủa có cái xe Cheetah đẹp. Thôi. Cứ phải dặn lòng là không được dừng lại. À đủ mẹ bệnh viện ngay đây. Sao phải xoắn vậy chơi? Có gì mà đi như cứt ấy. Đây. Ê, tôi muốn đến đón bệnh nhân. Hello sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Sindaco hả? Hẳn là có gì đó nhầm lẫn rồi. Cái xe cứu thương vừa đón ông ta đi rồi. Ơ, chết cha. Tại sao xe cứu thương lại đón ông ta đi? Bọn mafia bắt cóc Johnny rồi. Mình phải đi bình tĩnh đi. Mình phải đi cứu Johnny. Bọn mafia đã bắt cóc anh ta. Ôi, nhiệm vụ hóa ra không đơn giản đi đón người. Ta còn phải đi đòi người thì đúng hơn. Ê, có cái xe cứu thương. Hey. Hả? Không phải xe này. À, có 3 xe cơ. Tại nó lại bảo là không phải là xe này. À không, chưa đoạn rẽ. Đây, rẽ đây. Mình nhìn bản đồ nó bị nhanh quá. Vừa vỡ kính, trông kính ấy. Đúng là cứ hỏng xong rồi cái gì trông như shit ấy. Xéo game nó bắt mình phải đi đúng 3 xe nó mới cho dừng cơ. Máy quá mình đi còn GR350. Tốc độ kinh khủng. À, chính là cái xe này.
Holy fuck. Tao sẽ không cho mày thoát đâu. Ấy, đủ mà. Thằng này xuống xe nhanh lên. Tao phải đi cứu người. Tắt mẹ nhạc đi, đau đầu quá. Ngay kia rồi. Dễ trái, mày chỉ còn đường dễ phải thôi đúng không? Tao đi đón đầu. Mày lì hả? Chết. Mày xong rồi. Thằng lái xe chết chắc. Ơ đưa, tao mới lên xe này. Này, nhiệm vụ rất là đơn giản. Tôi cũng chắc cũng còn lâu lắm. Nếu mà mình không may mắn, tự nhiên nó rút vào cái chỗ, cái đường khó đi đấy. Tôi muốn tắt cái còi đi như nào đây? Ê, chết chết. Mẹ phi xuống nước là hỏng ấy. Bệnh nhân đang ở trong sau xe à? Tránh ra, mày đâm vào tao rồi. Tự nhiên lại đi vào đấy. Đi sai đường chắc cái gì nữa đúng không? Đưa về bệnh viện à? À đéo phải. Gì đấy? Chết, mafia đuổi theo à? Ui mẹ, hình như mafia đuổi theo. May quá là mình đã có một khoảng thời gian rất dài làm quen với cái chuỗi nhiệm vụ lái xe cứu thương, thế nên là đi rất là ngon. Đủ mẹ đéo thể vào bằng cái đường này được. Đéo được. Không sao, có cái đoạn đường rẽ ở đây. Nó có đuổi không? Không. Yeah, thoát rồi. Yeah. Đưa đâu đây? Thôi thì mẹ hình như chỗ làm chip giả mà. À bọn này là đối thủ cạnh tranh thì mình đúng rồi. Đây là mình đang giả vờ làm đồng bọn mà toàn là kẻ thù cả. Ơ! Chính. Thằng này chính là cái thằng mà đợt trước mình cho nó lên mui xe rồi đi đi lại lại dọa cho nó sợ tè ra quần đấy đây. Ha. Kỳ bí vãi lèo. Rồi là phải đi cứu nó. Chắc là nó chưa nhìn cái mặt thằng lái xe là dựa là ai ấy. Nó mà biết là mình lái xe thì nè. Ỉa mẹ ra quần thì nó phải đá ra quần nữa. Đây, về save game cái đã.